Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Huawei P9 Lite đang có mặt tại di động cao cấp.vn với tên mã là Huawei VNS L31 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình cảm ứng của Huawei P9 Lite lỗi hỏng, màn hình không lên chập chờn được lúc không. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay chúng tôi có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa thay mới cho quý vị các bạn. Riêng đối với màn hình của Huawei P9 Lite thì chúng tôi có sẵn tất cả các màu trắng, màu đen, màu vàng đều có sẵn tại di động cao cấp.vn, phụ quá trình sửa chữa thay mới cho quý vị các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Huawei P9 Lite, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.